Bắt biết rồi. Tôi cũng khoái rồi. Tôi thấy bụi bụi. Đố các bạn biết đây là biển làm bằng chất liệu gì? Gỗ gì? Đây gọi là gỗ pơ mu. Hàng độc. Thế anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ. Mình sẽ khuôn làm chục cái ra cùng một lúc. Gỗ pơ mu. Đây là các họa sĩ thực hiện công trình thế kỷ nhé. Thank you.
Rồi sẽ đốt trứng đi. Không biết cho em cái trứng này. Anh chuẩn bị nghỉ đây. Làm tẹo thôi. Cơm cho em. Anh tưởng mày đưa định mệnh lên chứ. Mưa rất là to. Ướt à? Vẫn ướt à? Hả? Đây viết mà em. Làm không? Làm cho chồng. Thằng đem tiền kia. Cái gì? Bỗ cho bây giờ anh em tiền. Ở nhà hello. Anh như cô gái khóc trong màn mưa. Không em, chỉ là làm muộn hơn một chút thôi. Viết ở đây nó đẹp hơn. Ở đây ở đây viết đấy trả được. Viết ở đây thì hợp lý nè. Ờ, tôi biết ở kia chả, biết kia chả ai nhìn thôi. Còn bên trong này chả ai nhìn đâu, bên trong không cao hơn nhiều. Có cái kia bên đây. Chỗ này có một sức. Viết. Viết chỗ này nè. Kết thúc cả nhà nhá, mình kết thúc live stream này. Đi ăn cơm này. Xin chào, bọn nhỏ.